Trong video là nhà mình hai bé là bạn, một bạn 8 tuổi rưỡi và một bạn 4 tuổi rưỡi. Hai bạn này thì ngồi ghế ngồi thì vẫn ok, cho nên là với cái dòng xe 5288 này hoàn toàn phù hợp. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế giới xe cho bé Bông Kít. Hôm nay Bông Kít xin gửi đến các bạn video giới thiệu về dòng xe máy điện trẻ em mang tên ABM 5288. Đây là dòng xe mô phỏng kiểu dáng bồ câu trắng của các chú cảnh sát với kích thước tương đối to, phù hợp cho bé từ 2 cho tới 10 tuổi. ABM 5288 là dòng xe dạng xe cảnh sát với kiểu dáng 3 bánh. Và đặc điểm nổi bật của dòng xe 5288 này là bánh cực kỳ to với chất liệu nhựa 100% là nhựa ABS cao cấp, cho nên là rất chắc chắn, bóng đẹp và chịu được tải trọng lên tới 40 kg. Và dòng xe 5288 này ngoài cái chất liệu nhựa ra thì cái khung của nó được làm bằng thép chịu lực. Đấy, các bạn có thể quan sát thấy là trong video là nhà mình hai bé là bạn, một bạn 8 tuổi rưỡi và một bạn 4 tuổi rưỡi. Hai bạn này thì ngồi ghế ngồi thì vẫn ok, cho nên là với cái dòng xe 5288 này hoàn toàn phù hợp cho những cái gia đình mà có một bé lớn hoặc hai bé nhỏ. Và xe vận hành tốt nhất ở tải trọng dưới 40 kg. ABM 5288 là dòng xe chạy hai động cơ to ắc quy 12V, có thể chạy tốt trên nhiều cung đường. Và bây giờ Bông Kít sẽ quay chi tiết từng bộ phận để cho bố mẹ có thể quan sát kỹ hơn, cũng như là có thể đánh giá chính xác nhất về chất lượng của dòng xe ABM 5288 này nhé. Đây, các bạn có thể quan sát thấy cái chất liệu nhựa của dòng xe này nhé. Nếu mà so với các cái loại xe mà cùng 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 loại là xe máy hoặc là kể cả dòng ô tô nhé, thì với cái dòng ABM 5288 này thì cái chất liệu nhựa của nó là đến thời điểm này được đánh giá là dày nhất, bóng nhất và mịn nhất. Đấy, cho nên là các bạn nhìn thì sẽ thấy rằng là khi mình quay video trực tiếp thì nó cũng đẹp chuẩn giống như trên ảnh luôn. Đầu xe thì được thiết kế mô phỏng chuẩn dáng bồ câu trắng của các chú cảnh sát, cho nên là thiết kế các góc cạnh và đường nét tương đối nổi bật. Phía đầu xe là nổi bật là một cái đèn pha. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đèn này là dạng bóng chùm 4 bóng luôn. Khi mà bật lên thì nó có sáng. Hai bên này, hai bóng ở hai bên này nó cũng sáng, cho nên là khi mà các bé đi vào buổi tối ấy, thì cái xe nó sẽ trở lên đẹp lộng lẫy hơn. ABM 5288 là dòng xe 3 bánh đều to bằng nhau. Và bây giờ mình sẽ quay cái bánh trước để cho các bạn xem. Nếu mà về kích thước thì cái dòng ABM 5288 này có đường kính bánh xe lớn nhất hiện nay, nó rơi vào tầm khoảng gần 40 cm, cho nên là khi mà ráp đầy đủ ấy, thì là cái xe trông nó cao cao và khỏe khoắn. Còn về kiểu dáng thì các bạn có thể nhìn thấy ngay ở trên video này, nó thiết kế dạng thanh đĩa mô phỏng rất là bắt mắt và cá tính. Đường kính bánh thì đã là to rồi, ngoài ra thì cái chiều rộng của bản lốp cũng tương đối rộng, cùng với các cái đường vân ma sát giúp xe bám đường tốt hơn, chống trơn trượt và có thể vận hành tốt trên nhiều cung đường. Phía bên trên thì còn được trang bị thêm cái chắn bùn. Đấy, trông cái xe nó trở lên giống xe thật hơn và tương đối là đẹp mắt. Tiếp theo là mình quay cho các bạn xem cái phần thân xe. Thì đây, các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ cái hệ thống ở chỗ thân xe này mô phỏng các cái hệ thống máy móc giống như xe thật, cho nên là trông cái xe nó rất là ngầu và cá tính này. Cái phần này chính là mô phỏng bình xăng đấy, cho nên là thiết kế các cái đường nét nó giống như bình xăng thật. Đây là máy móc mô phỏng này. Và đây chính là cái hệ thống mà tản nhiệt. Đấy, bên ngoài các bạn nhìn thấy những cái xe thật của người lớn nó như thế nào, thì cái xe này nó là một cái phiên bản thu nhỏ của cái xe cảnh sát thật. Đấy, cho nên là thiết kế đầy đủ các bộ phận và tạo ra các cái điểm nhấn nổi bật.
Đây là chỗ để chân dành cho người lái. Ngoài ra thì đây là dòng xe máy 2 chỗ, cho nên là các bạn có thể quan sát đấy. Đây là dòng xe duy nhất mà thiết kế thêm cái chỗ để chân cho người ngồi đằng sau. Rất là giống với xe thật luôn. Và phía gần với cái chỗ để chân thì còn được trang bị thêm một số các cái họa tiết là cho nó chuẩn giống như xe thật và tăng cái độ cá tính của dòng xe này lên. ABM 5288 là dòng xe máy thiết kế dạng 2 chỗ ngồi rộng rãi. Đây các bạn có thể quan sát thấy cái phía đây là ghế của người lái này. Nó dài tầm khoảng gần 20 cm và đây là ghế của người ngồi đợi sau. Dài tầm khoảng 10-15 cm. Cho nên là với cái kích thước ghế như thế này thì hoàn toàn phù hợp cho những gia đình có một bé lớn hoặc hai bé nhỏ. Hai bé mà tầm khoảng dưới 6 tuổi hoặc là dưới 8 tuổi ngồi sát vào nhau, nếu mà còi còi dưới 8 tuổi thì vẫn ok nhé các bạn nhé. ABM 5288 thì được thiết kế dạng ghế nhựa, bánh nhựa. Đấy, cho nên là khi mà các bé ngồi lên thì nó rất là sạch sẽ. Ngay sát với cái ghế ngồi thì các bạn có thể nhìn thấy là dòng xe này được trang bị cái chỗ tựa lưng. Đấy, cho nên là khi mà các bé ngồi, các bé có thể dựa lưng vào đây nó rất là thoải mái, không bị mỏi khi mà di chuyển lâu. Và phía đuôi xe thì được trang bị thêm một chiếc cốp tương đối rộng rãi, đủ để cho bé đựng được rất là nhiều đồ, được mấy gói bim bim. Đó. Ngoài cái vấn đề mà để đồ ra thì cái cốp này nó cũng làm cho cái xe nó trở lên cá tính hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái phần đuôi xe nhé. Đuôi xe nổi bật với cái tên của dòng xe ABM 5288. Và hai bên thì được hai cái bánh hai bên thì được thiết kế tương đối rộng về chiều ngang. Đấy, và trên mỗi bánh thì đều có cái đèn xi nhan mô phỏng này. Và cái hệ thống trang trí ở phía bên trên cái chắn bùn trông cái xe nó sẽ cá tính và đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ quay toàn bộ các cái nút vận hành ở trên xe. Cái mặt trong của cái đầu xe thì các bạn có thể nhìn thấy nó có hai cái công tơ mét mô phỏng cho nó chuẩn giống như xe thật này. Xe này khởi động bằng chìa khóa, đấy có thêm một chìa khóa sơ cua nhé. Đó, khi mà mình bật xe lên thì xe nó sẽ phát ra âm thanh khởi động. À, khác với các loại xe của người lớn thì xe của trẻ con thì thường sẽ được trang bị thêm hệ thống nhạc này. Thì các bạn có thể quan sát thấy là có cổng USB này, jack AUX để cho bé có thể nghe những cái bài hát bé yêu thích. Phía chính giữa đây là đèn báo pin. Hiện tại đây là xe mới cho nên là các cái vạch này nó vẫn đang sáng. Khi nào mà các bé sử dụng hết dần thì là các cái vạch này nó sẽ mờ dần. Bốn cái nút này là nó sẽ tích hợp các cái chức năng về nhạc này. Đây các bạn có thể này. Nút đầu tiên là còi nhé. Nhạc này. Đây các bạn lưu ý là mình cứ ấn nhấp nhả thì nó sẽ ra cái bài hát khác. Còn đâu thì nếu mà mình muốn điều chỉnh âm lượng, các bạn lưu ý nó có nút cộng và nút trừ này, ấn giữ. Các bạn phải ấn giữ nhé, ấn giữ với... Để mình bật thử đã. Các bạn ấn giữ V trừ thì âm lượng nhỏ này, ấn giữ V cộng thì âm lượng tăng. Đó, đây là hai cái nút để điều chỉnh âm lượng. Phía bên dưới đây là công tắc để chọn chế độ đi tiến đi lùi, ấn lên trên, ấn mũi tên lên trên này, đạp ga này. Đây các bạn nhìn thấy cái chân ga nó ở phía bên tay tay phải nhé, cái chân phải của bé này, thì xe nó sẽ đi tiến này. Để công tắc ở dạng giữa như này thì ấn chân ga nó sẽ không đi. Muốn đi lùi thì chọn cái mũi tên hẳn xuống dưới, sau đó thì ấn đi lùi. Nguyên tắc thì sử dụng rất là đơn giản cho nên là về cơ bản là các bé ngồi lên là các bạn mẹ bé sẽ sử dụng được luôn.
Và phía bên dưới đây các bạn có thể nhìn thấy cái phía bên dưới mà bên tay phải nhá, cùng hướng với chân ga, nó nằm ở trong cái lỗ phía bên trong này, đây chính là chân sạc. Nó có biểu tượng tia chớp ở bên ngoài để cho các bạn xem nhé. Thiết kế nó rất là kín đáo ở bên trong. Đấy. Và đây là toàn bộ hệ thống mô phỏng, ống xả mô phỏng này. Rất là cá tính luôn. Và bây giờ các bạn sẽ cùng Bông Kít quan sát tổng thể lại dòng xe ABM 5288 nhé. Tất cả các góc cạnh luôn đều toát lên một cái dòng xe mà chất cho những cái bé cá tính. Ngoài dòng xe ABM 5288 ra thì Bông Kít còn rất nhiều các cái loại xe trẻ em dành cho bé từ sơ sinh cho tới 8 tuổi. Bố mẹ có thể truy cập trực tiếp vào website bongkit.com hoặc thế giới xe cho bé.com để xem các mẫu, hoặc là bố mẹ tiện thì có thể ghé trực tiếp cơ sở Hà Nội và Hồ Chí Minh của shop để xem các mẫu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của shop.